Hello, xin chào tất cả bà con em nha. Hôm nay em tiếp luôn tiếp với cán tiền nha. Có 10 mẫu. Mỗi mẫu nó có nhiều kiểu khác nhau nha. Em báo chi tiết cụ thể cho anh em xem sơ sơ qua nha. Này trước mắt là số 13 đi. D15 nha. Chip 04 với 08. Nhọn với bầu nha, tròn nha, có cái này có hai lời cán. Bên ngoài chúng ta trong. Bên ngoài này 150 nha. Bên trong này có hai một loại cán 20 à. Này 200k nha. Chip. Chip này 10k một viên nha. 250. Móc lỗ 200. Chip 10k nha. Số 2. Này D11. D11 nha. Này chống va đập. Khép được luôn. Này có rất nhiều loại, người nhỏ tới lớn. Này đang 16 nè, gốc. Nó có bộ này nó có 3 loại đó. Một nhọn, một gốc, một móc. Có phi 16. Phi 20. 16 20. Này có hai loại nha, phi 16 phi 20 nha. Cán phi 16 này thì 150. Cán phi 20. Phi 20, cái này 150 luôn nha, 150. Cái phi 16 này thì 120 thôi. Phi 16 120. Phi 20 150. Còn móc thì phi 16 150. Phi 20 200 nha. Cái móc thì khi nào nó cũng mắc hơn nha anh em, mắc hơn chút đỉnh. Trên này cũng vậy. Ngoài này cũng vậy. Phi 16.2. Phi 20. 150. Chip 10k một viên nha. Hàng đẹp không sức mẻ nha. Này có số lượng nhiều nha. Số 2. Số 1 nó cũng vậy. Số 1 thì 07. Chip 07 nha. Này là 04. Chip đẹp không nha. Này bao va đập luôn. Này cũng vậy, nó cũng có 3 loại gốc với nhọn. Gốc nhọn với một lỗ nha. Cán có loại 10 ly, 12 ly, 10 ly, 12 ly với 16 ly. Cái này 10, 12, 16 nha. Nhìn cho máy nhỏ nha anh em. 10, 12, 16. 10 ly, một lỗ. Cũng vậy, một lỗ cũng 10, 12, 16 nha. Này chip thì 6k một viên nha. Và anh em sẽ lấy số lượng nhiều á, ít là
nên em tính giá khác nha. Thấp nhất anh em phải lấy trên 50 mũi nha, 100 mũi mới được giá đó nha. Còn 12 mũi thì tính chụp 10k nha. Này cán nhỏ nhất là 10 ly 100k. Này gốc cũng vậy, móc cũng vậy, gốc cũng vậy, 100k nha. Còn cán 12 ly là 120k nha, 12 ly 120k. Còn 16 ly là 150k nha, cán ngoài nha, cá một lỗ là 200k nha, một lỗ 16 ly là 200k nha, cán ngoài 16 ly là 150 nha. Tiếp 6k anh em lấy trăm viên nha. Tiếp với K11, K11 này thì có rảnh với ông rảnh này thì 5k một viên nha, cán thì 150k thì có một loại này 67, 5k một viên nha, 150k, cán 20. Tiếp số 10, số 10 thì chip này 7k nha, 7k một chip nha, cán thì cũng 150k nha. Rồi số 10 nha anh em. Cái này thì chip này cũng 7k một viên nha, hình thoi, thoi nhỏ này, có cán gốc với cán móc lỗ, móc lỗ gốc luôn, gốc cả một lỗ gốc. Cán gốc này là cán nhỏ là 150k nha, cán 16, cán lớn là 200k nha, một lỗ cũng vậy, cán nhỏ 150k, cán lớn cũng 200k nha. Em nói hơi nhanh anh em thông cảm nha, anh em tại vì clip dài nên em nói nhanh nha, anh em theo dõi giùm em nha, cái nào không biết thì cứ chụp hình gửi qua Zalo em báo lại nha. Cái này là số 8 nha, góc ngoài với góc trong. Tiếp số 4 nè, số 4 thì có móc lỗ nha, móc lỗ với góc, còn móc với góc nó y như là T16 nhưng mà cái này nhỏ hơn, một cái chạy răng với một cái răng trong với móc với một cái là gốc. Mà có loại nhỏ nhất là 10 ly 12 ly, 10 12 14 16 luôn nha, đủ là cán nha, 10 12 14 16 nha. 10 ly là 100k, 12 là 120k, 14 là 150, 16 là 200k nha. Chip thì có 5k một viên nha. Bây giờ em lấy số lượng nha, chứ số lượng cũng với ít nhất có 50 viên nha, chứ lấy 100 viên nha, chứ ít thì giá khác nha. Chip thì đẹp, có sức mẻ luôn. Chip này toàn bộ là chip Nhật hết nha anh em, Mitsubishi. Còn cán thì cán Đài Loan nha, cán mới Đài Loan nha. Nói cho anh em biết hỏi phần nàng nha, chip toàn bộ là chip Nhật nha, hàng lướt nha, chip bảy Nhật nha. Rồi cái này chip 5k, còn cán thì 100, 120, 150, 200 nha, bốn loại cán từ 10, 12, 14, 16 nha. Là số 4 R11 nha. Tiếp số 3 luôn đi, số 3 là T16 nè, T16 là cũng tam giác đó đó, nhưng mà là T16 thông dụng nè, nó có cán gốc nè, ngoài nè, với móc nha, ngoài với móc,
móc có hai loại, móc gốc với móc móc chạy răng nha, như móc thường nha, anh em phân biệt nha. Cán ngoài thì 150k một cây nha. Rồi thì cây nào cũng 150k nha. Chip này thì 15k một viên nha. Còn chip đẹp và chip không có sức mẻ cho anh em xài nha. Còn cán một lộ có cán 16 20 25 16 20 25 16 là 16 150k, 20 là 200, 25 là 250 nha. Đó là số 3. Còn số 9. Số 9 là cái này là K12 nha. K12 này nó có 2 loại, 3 loại. Này là vuông á. K12 là vuông á. Chất vuông á, nhờ cái nào không sức mẻ cho anh em nha. Này có một mớ chip phay nè, anh em nào cần thì em sẽ phân loại ra nè, 5k một chip chip phay nè. Còn K12 này thì 10k một chip nha. Sẽ lựa con nào đẹp cho anh em nha. Cám thì 150k một cây, có hai loại, một gốc với một gốc gốc xéo nè, với một nhọn nè, nó vuông này, có gốc này nữa nè, gốc ngoài, gốc tà với gốc này nè, ba kiểu cho anh em lựa chọn nè, cây nào cũng 150k nè, chip 10k nè, là số 9, K12, là số K12, là số 5, này thì hình thôi nha, chip hình thôi. K12 bên kia là bên này K12 80 K12 100 cái góc có 3 mẫu à. Cán cán này thì 150k một cán, còn chip thì 10k nha, cũng 10k luôn nha. Đó, có 3 số, 3 mẫu cho anh em xem này, nhọn nè, đủ xài 4 cạnh luôn nè. Cây nào cũng 150k, chip 10k thôi. Chip 10k là số 5 nha. Anh em nhớ giùm em nha. Có cắt số 6. Cắt 2 ly. Trên này thì có 2 ly. K một cái cán nha, 20 nha.